thắt một cái là nó tới liền. Rồi tôi ở trển sung sướng quá, rồi tôi mới nhớ trực lại à, mình còn dắt một số người tu, người ta mới nửa dòng sông ở trên này bỏ người ta sao được, vừa nghĩ một cái là chớp mắt một cái là nó trở lại tới cái xác đi à, nó không có rời xa phút nào hết trơn á. Bởi vì ánh sáng mặt trời trong phút giây đi cùng Nam Bắc cả Đông Tây, thần tiên huệ cảm nhanh hơn bội, một sát na thông các vạn loài, một sát na thông khắp vạn loài, trong một nháy mắt thôi là nó đi khắp mười phương thế giới luôn. Cái Phật tánh mình nó hay vậy đó. Mà mình vẫn thức tỉnh như vậy, mới giống như là ông muốn đi là ông đi vậy, chứ không cần là phải ngủ hay là không cần là phải ngồi thiền hay gì hết không? Cái đó là mình nhắm mắt là mình đi đó, chứ không phải ngủ, vẫn như thường, bình thường chứ không có ngủ nghe. Vậy như vậy thì làm thế nào mà con có thể tụ được trong tánh biết một cách dễ dàng? Con hiểu là con hiểu lời ông nói, nhưng bây giờ con muốn thực hiện thì con làm sao để con đào được cái tánh biết một cách dễ dàng? À. Yeah. Có rất là nhiều chúng sanh cần ông Năm chạm pháp để được giác ngộ. Yeah. Ông Năm ơi. Bây giờ thì quý cô muốn giác ngộ cũng dễ thôi. Phật ngay cái chỗ mấy cô đương nói đó. Tôi nói mấy cô nghe, mấy cô biết, rồi mấy cô trả lời cho tôi. Tôi nói ra là ông Phật của tôi đó, mấy cô trả lời ông Phật của mấy cô đó. Nhận chỗ này là kiến tánh đó, là ngộ đạo đó, chứ không có ông Phật đâu xa nữa trơn. Hiện tiền bây giờ đang thấy, đang nghe, đang biết, lặng lẽ nhìn thì đó là Phật, không còn ông Phật nào nữa trơn. Cái chỗ này tỏ ngộ được là tuyệt vời luôn, vừa trị bệnh, vừa trị cho mình hết bệnh luôn. Bây giờ mình có đau, có khổ, có buồn, có rầu gì thì cũng dùng cái biết lặng lẽ nhìn thì cái bệnh nó cũng tiêu đi. Cái thân này không phải tôi, đau ốm buồn rầu khổ sở cũng không phải tôi luôn, tôi là cái biết lặng lẽ nhìn thì cái nghiệp chướng nó tan hết bệnh luôn, hay tuyệt vời luôn. Mời mốt tử thần có lợi bắt cũng nhìn luôn, lặng trang sáng rỡ chiếu tử thần nó chạy luôn, không bắt được luôn, nó hay tới vậy đó. Bữa nay tôi truyền cái bí quyết cho quý cô rồi đó, cái đó là cái bí quyết trị cho mình khỏi bệnh tật ốm đau, trị cho mình hết phiền não đau khổ, trị cho mình khỏi tử thần bắt luôn. Đạo Phật tuyệt vời là cái đó đó. Dạ, ông Năm ơi, chúng con hiểu lời ông Năm dạy. Xin ông Năm trợ duyên cho chúng con, nâng cấp cho chúng con nghe ông Năm. Rồi, bây giờ niệm theo tôi nghe. Ừ, Nam mô Tây phương cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc. Thế giới tam thập. Thế giới tam thập. Lục vạn ức. Lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bá. Cửu thiên ngũ bá. Đồng danh đồng hiệu. Đồng danh đồng hiệu. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Phổ độ chúng sanh. Phổ độ chúng sanh. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi xong rồi đó. Để tâm thanh tịnh, cái hết bệnh luôn, trí óc sáng suốt thông minh luôn. Dạ, con cảm ơn ông Nam. Dạ,
con muốn hỏi rằng là khi mà mình tu mình trụ trong tánh biết một thời gian như vậy đó, mình có rơi vào người nói với con là mình tu đắc pháp thì mình sẽ thấy rằng là mình trở thành cả một cái vũ trụ này, cái gì có đúng không thưa ông? Khi mà mình sống thuần với cái tánh biết mà mình không bị lạc vào không, cũng không chấp có, như vậy là mình đã giải thoát được hai bên. Mình chấp có thì mình kẹt ở bên thường kiến, mà mình không biết thì lạc vào không, ở bên đoạn kiến, đều đi hai bên làm lạc. Còn mình rõ ràng thường biết, không lạc có cũng không lạc không, đó là mình được giải thoát sinh tử, được đạt lên chỗ cứu cánh, nó vậy đó. Dạ, khi mà mình nhận ra cái biết mà cái tâm mình nó vui vẻ thoải mái và buồn thảm phiền não gì nó cũng hết, lúc nào nó cũng an lạc, đó là đắc pháp rồi đó. Còn mình không đắc pháp mình tu nó bị phiền não, nó bị rai rứt, nó bị lo lắng rầu buồn được không à. Còn mình tu đắc pháp là luôn luôn an lạc vui vẻ, không có phiền não rai rứt gì hết. Cái đó đó là cái Phật tánh của mình đó, nó tuyệt vời luôn, nó vẫn đi khắp bốn phương trời mà nó trở lại cái xác cũng được luôn, không trở ngại gì hết á, chứ không phải sức hồn. Mấy ông sức hồn rồi đó, không phải, cái đó là tà kiến. Khác, không phải mình. Bây giờ tôi vừa nghĩ cái cõi trời đen thắt một cái là nó tới liền. Rồi tôi ở trển sung sướng quá, rồi tôi mới nhớ trực lại, mình còn dắt một số người tu, người ta mới nửa dòng sông, ở trên này bỏ người ta sao được. Vừa nghĩ một cái là chớp mắt một cái là nó trở lại tới cái xác đi. Nó không có rời xa phút nào hết trơn á. Bởi vì ánh sáng mặt trời trong phút giây đi cùng Nam Bắc cả Đông Tây, thần tiên huệ cảm nhanh hơn bội, một sát na thông cắt dạng lại, một sát na thông khắp dạng lại, trong một nháy mắt thôi là nó đi khắp mười phương thế giới luôn. Cái Phật tánh mình nó hay vậy đó. Dạ, mà mình vẫn thức tỉnh như vậy, giống như là ông muốn đi là ông đi vậy, chứ không cần là phải ngủ hay là không cần là phải ngồi thiền hay gì hết cơ ông. Cái đó là mình nhắm mắt là mình đi đó, chứ không phải ngủ, vẫn như thường, bình thường, chứ không có ngủ nghe gì. Vậy như vậy thì làm thế nào mà con có thể tụ được trong tánh biết một cách dễ dàng? Con hiểu là con hiểu lời ông nói, nhưng bây giờ con muốn thực hiện thì con làm sao để con vào được cái tánh biết một cách dễ dàng? Không trụ vào các cảnh, không trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp, không trụ vào ở bên ngoài, thì mình đang trụ ngay tánh biết. Mà trụ được tánh biết, sống được tánh biết rồi thì nó tuyệt vời luôn, nó màu nhiệm luôn. Mình muốn đi mười phương thế giới cũng được luôn, không có gì chướng ngại hết đó. Nếu mà bây giờ bên cạnh con tu theo cái tánh biết như vậy, rồi con thêm cái mà con thở nằm, thở sâu, con thụ ngồi như vậy, có tốt không thưa ông? Nó không bắt buộc phải ngồi hay không ngồi gì hết. Sống thẳng tánh biết, dừng ngay tánh biết, không khởi vọng niệm là Phật. Ngồi không ngồi không thành vấn đề gì hết á. Ngay cái chỗ nó khởi lên cho mình biết, ngay cái chỗ cung cấp năng lượng cho mình thấy, mình nghe, mình biết, dừng ngay chỗ đó là kiến tánh, là ngộ đạo, chứ không cần phải làm gì nữa hết. Vậy nữa anh. Những cái pháp mình ta nói vào được cái không không làm sao thưa ông? Thì cái tâm mình nó vốn không không, không có hình tướng gì hết. Nhưng mà nó không phải không trơn, cái gì đến nó biết liền.
buồn đó nó biết giận, biết thương ghét gì nó cũng biết, cái đó là Phật đó. Nhận ra chỗ đó là kiến tánh đó. Hiện giờ nó không có gì hết mà cái gì đến cũng biết, không ai qua mặt được nó hết. Hỉ mũi cái nó cũng biết nữa, ho cái nó cũng biết nữa đó. Thì như vậy nhận cái đó là kiến tánh ngộ đạo chứ còn kiếm đâu nữa vậy. Tôi cái kiểu đó lòng vòng lắm không có đạt đâu, buông hết trơn đi, không có sức hồn cái gì nữa trơn. Ngay bây giờ mình đang biết là Phật vậy là rồi đó. Hiện giờ cô đang biết nè, cô đang thấy, cô đang nghe nè, cô bỏ mất được không, cho ai được không, bán ai được không, nó ở với cô hoài đó thì nó là Phật rồi, còn sức hồn đi đâu nữa vậy, còn đi tìm cõi nào nữa vậy, không cần gì nữa, chỉ cần nhận ra cái đó là đủ. Thì bây giờ căn bản á, là mình giữ tám điều răn cấm không phạm, tức là mình không có làm ác làm lành, còn sống thẳng với cái biết, đó là tu tối thượng thừa đó, khỏi cần làm hình tướng gì hết. Hiện giờ đang biết, đang thấy, đang nghe, nhận ra cái đó là Phật, tu ngay cái đó thì thành Phật, khỏi lòng vòng lâu hết á. Ông Năm mắc tiếp khách rồi chú ơi. Cái thấy nghe hiểu biết hiện tiền của mình bây giờ đang có nè đó, khỏi kiếm đi đâu hết á, và bỏ nó cũng không mất được, nó ở với mình hoài đó. Nhận ra cái đó là ngộ đạo rồi đó. Cái tâm của con nó hay kiểu như nói là tâm loạn động một chút xíu là nó động, nó nghĩ tới những cái vấn đề khác, cái những cái vấn đề khác mà nó nảy nở ra trong cái đầu óc của con đó. Không khó, rất là con rất là khó để định tâm. Không sao, nó vừa nghĩ quấy, nghĩ chuyện khác thì mình liền biết, nhờ cái nghĩ đó mình mới biết Phật tánh đang có mặt, nhớ không? Khi gió thổi rung cây thì mình biết gió có mặt. Khi tưởng quấy liền biết thì cái Phật tánh đang biết, đang có mặt. Cái chỗ rắn hổ á, cắn chết á, thì nó có thuốc trị rắn, nhớ là như vậy đó. Bất cứ cái vọng tưởng nào cũng đều chứng minh cho cái Phật tánh đang có mặt, gọi là phiền não, tức là bồ đề, khỏi kiếm ở đâu hết á. Nhờ cái vọng tưởng tôi mới thấy được Phật tánh, tôi mới biết được Phật tánh, thì tôi sống ngay Phật tánh, anh vọng tưởng kệ anh, rồi nó hết chứ có gì đâu. Dạ, đúng rồi, nhận ra cái biết của mình đó là ngộ đạo đó. Vâng, nhưng mà con không trụ được lâu vì là con cứ một lúc con lại thấy nhảy ra, nhảy vô ông ạ. Dạ, mình phải tập riết nó quen, mới nó chưa quen. Dạ, vâng ạ, nhưng mà con lại biết được nữa là con biết được, nhận ra được là trong đấy của con nó còn có cả tiếng chửi nữa. Thì mà con rất là sợ mà sao lại có con nghe được cả tiếng chửi nữa ông ạ. Dạ, nó đủ thứ hết, nó đủ thứ hết ở trong cái nghe cái thấy của mình. Nhưng mà tâm mình thanh tịnh rồi thì nó sẽ thấy nghe được nhiều thứ lắm, đừng chấp thì được ha. À vâng, thế con không phải sợ cái chửi đấy đúng không hả ông Năm? À, mình không chấp cho là đắc đạo hay là thông minh gì hết, mà mình cứ giữ cái nghe cái thấy mình thôi là không sao. Nhớ là mình niệm Phật cũng tốt, nhưng mà trở về với ông Phật của mình thì mới kết quả nhiều hơn. Niệm ông Phật ở ngoài thì kết quả rất mong manh lắm. Vâng ạ. Dạ, con thưa ông là mỗi một ngày con lạy Phật 5-600 cái lạy Phật mà
cúng giang tâm bảo nữa mà nó làm mấy năm nay không gián đoạn ngày nào. Bây giờ lại bốn lại thôi, chứ lại chi nhiều quá vậy ghét sanh bệnh chết. À thế lại 5-600 lại đi lại sanh bệnh hả ông? Dạ. Bây giờ mình lại theo tôn chỉ của thầy dạy, tượng trưng cho tứ ân là bốn lại. Lại mỗi hướng bốn lại, bốn hướng là 16 lại, với trong bàn thờ với ở ngoài nữa, 8 lại là 24 lại là đủ rồi đó. Hết sức ha. Tại vì ở đời là vậy đó, bình thường thì mình tin tưởng cái gì cũng vợ con, mình lo cho nó đủ thứ trơn á. Nhưng mà tới dừng nó phản lại mình thì nó cũng quất mình nhào luôn à. Như con bé gì nè, nó đâu có vô nuôi, vô thăm gì đâu. Dạ, hết sức ha. Con thứ ba nó về, nó đưa tiền đi bệnh thôi à. Đó, hiểu vậy đó, mình mới lo tu cái thân mình. Ráng tu cho mình nên đi, rồi những người nào có duyên thì mình độ. Chứ mình không lo cho ai được hết trơn á. Tử thần đến rồi cũng không ai thế mạng cho mình hết á. Dạ. Vậy là tới con đỡ rồi hả ông Năm? Rồi, đỡ rồi. Bây giờ trả giết hết nghiệp rồi, chứ không sao đâu. Mới mốt đó quánh nói, mày quánh nữa đi, đặng tao trả cho hết nợ luôn, tao còn thiếu nợ mày nhiều đó, bữa nay quánh luôn đi. Cái nó quê nó cái thôi quánh nè. Bây giờ con bốn đứa con, ba thằng trai đứa gái, mà có thằng Út thì nó không có dám gì chăng á. Thằng Út tôi giận á, ông Năm con rõ nói với con sao. Nó không có đòi nợ ông thì nó không, ông không có thiếu nó chứ sao. Đứa nào có thiếu nó đòi, còn đứa nào mình ăn nghĩa với nó là nó có hiếu với mình đó. Nhân quả như vậy đó. Sanh gặp nhau đây hai cái, một là đòi nợ, hai là trả nợ. Cõi đời này là nó như vậy. Bốn đứa mà ba đứa lớn thì mẹ nó suối vậy, nó nghe lời theo. Có ngốc quá thì mẹ nó bữa nó suối nó cái nó nói thằng bà ngộ quá à. Bà với bà cự đi, bà kêu tôi nói ổng là cho tôi mang bà bất hiếu quá gì. Nhỏ biết điều á, nói vậy là nó biết điều đó. Thì được năng đó đấy. mà con bệnh thì nó có không có gì, nó đang ở Sài Gòn á. Thôi vậy con nhờ ông trợ giúp giùm con vậy con ông Năm ơi. Rồi xong rồi ha. Rồi vậy thôi, chào nghe.